Cha dương mình to ca con rồi hốt đó sau này dương lăng rồi hôm lọ cha lớn này chưa ngon lành có không chui lo thôi cả đã về rồi ngon chui mồi nước thì đông trong mà chứ nhưng chắc mà bị chảy mà bị thiệt cho má hot đó sau này chưa ngon cha là sao sinh lại như bị chụp ấy nhưng cho bạn chạy cho lời tặng tiền máu vận tải về của bố cho số ca tục vừa sẵn thôi cách lời về nó sao chẳng cần về trong trong khối lời về chẳng ta bây giờ chạy cho ai nhưng thuê ca dùng ngó về cho mọi người cái tiền đồng trong sẵn cha mình thầm nói riêng tôi ca cầu về ai bị chập phố cha lớn sau này khi riêng chập làm phố hay riêng tôi ca đồ cũng rồi phải chảy máu cũng bị phong cha mình thấy chúng mình thôi chơi này cũng rồi mình xuống năm bay cũng mau sau này riêng phố bị phong trên cái đồ gì mà cái dân nạp lương một số má dân nạp lương chẳng ngoài về họ đã xây dựng cái này rừng tập của má cha lớp viên thì tập mà hơi thuộc cả nằm ho cho mình tết score chung luôn cần là kỳ lỗ nhưng thuộc cả co việc co score ở relation mà
chàng tập bị score về hình lý cho cái này hay chương thua cả ngoài việc bàn to tiếp làm bài score năng đại dương bị cho chiếc cái mà lão chà lớn sân đại dương chấp làm bình tắc mà lão hay chương thua cả cầu viên mơ bình tĩnh má chà chẳng phần năng bán hay chương thua cả cầu viên bình tĩnh làm bài mỗi cloud bán chà lớn chương thua cả tục vi ai tôi chả sẵn chà lớn chương thua cả đồ đã chán chà giờ bán chương đặt tập cọ chó đặt chó đẹp đông thiệt máu chà bởi vì tôi chả mà lỡ tầm một thế dương chạm tì dương chạm ở tập đọc cô khắp cho má rồi tập đọc cô khắp với sọp lỡ cho má là cô khám như là tam chấm non chấm cho là phòng bỏ vào cho chất phải em đại tràng tay tay chấm phụ được phải em chấm đại chấm tết anh đi cái đông đá ông về cho anh thua cả cô về sập lò sân má cha dùng cô về sập đó thì máu bị tôi đã cho cha nên chấm cho chân chấm lại chấm phụ đại chấm luôn bị sập về ចាចាចឹងក្រុមសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅឆានែលរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណចុចចុច like share និង subscribe ឆានែលរបស់យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីយើងជុំតទៅហើយបងប្អូនអាចចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានចុច link ខាងលើបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីយើងជុំតទៅចាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា